Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, chiều ngày 9 tháng 10, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh trục vớt thành công quả bom nặng khoảng 250 kg đưa đến địa điểm hủy nổ. Theo đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, các lực lượng trên đã phối hợp trục vớt quả bom được phát hiện tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, sau hơn 2 giờ, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt xong quả bom, đưa đến một địa điểm quân sự để thực hiện kích nổ tiêu hủy quả bom. Trước đó, chiều ngày 7 tháng 10, một đơn vị thi công đang tiến hành đào mép bờ sông Ngàn Mọ, đoạn gần cầu chợ vực thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ, bất ngờ phát hiện một quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Ngay sau đó, đơn vị thi công giữ nguyên hiện trạng để trình báo với chính quyền địa phương đến phong tỏa hiện trường, cho ngành chức năng đến khảo sát có phương án xử lý. Trước đó, năm 2020, tại khu vực này cũng đã phát hiện một quả bom kích thước tương tự như thế này với trọng lượng khoảng 400 đến 500 kg.